Xin chào anh em hôm nay mình quay mấy cây dâu tằm anh em, mà không có cái cây dâu nào mà thấy nó rõ như cây dâu này anh em. Thì bữa nay có cây dâu này nó có trái chín mà nó chín rộ anh em, mà thấy mình lật lá thấy nó rõ quá thì quay chia sẻ cho anh em xem lại trên anh em. Có trái nè, cục cục luôn em ơi. Cái này mình lật lá khoảng một tuần rồi anh em, nó đâm lại chồi mới nè, đâm lại chồi mới nó ra lại lá mới rồi nè. Thì cái cây này mình làm thấy trái nhiều quá, giờ mình quay chia sẻ cho anh em xong rồi mình cắt trái bỏ anh em ơi, để nuôi lại cái đợt lá này nè, để làm trái dịp Tết này nè, để thôi nó nuôi hết cái phần trái này nó si cây á, Tết sợ làm trái không kịp nè, làm trái nó không đạt ha. Thì giờ mình lặt lá rồi mình sửa sẵn cái chậu lại đằng tứ, ấm cái gốc lại nè, để cái gốc lại đằng cho nó giữ ẩm nè mày, tại vì cây dâu nó chịu ẩm ha. Thì cái cây dâu này mình cũng giao lưu luôn nha anh em, cái giá là 3,5 triệu ha, 3,5 triệu thì anh em có giao lưu thì mình ship cho anh em luôn đó. Anh em phụ mình 100.000 tiền ship, coi như 3,6 triệu đi, 3,6 triệu thì là mình trả tiền ship luôn ha, bao ship luôn. Cái gốc dâu này lớn nha anh em, đẹp ha, đều đẹp nha anh em nè, tứ diện ha, hai thân, một thân này khoảng hơn 20 ha, hơn 20, còn cái hoành chỗ này, cái này nó liền nha, cái này liền ha, còn dưới chỗ này thì nó khoảng 40, cái góc dưới khoảng 40 ha. Còn cái chiều cao của nó để đo hào hào 1 gang 2 gang, khoảng 6 tấc, trên 6 tấc em. Còn cái tán của nó khoảng 1 2 3, tán tròn khoảng 3 tấc ha, ấy khoảng 3 gang 6 tấc nữa em ơi. Thì cây này nó vừa đợt trái vừa xong em, cái nó ra lá lại nó ra trái tiếp tục nữa nè, mà giờ phải lặt bỏ em ơi, lặt bỏ để nuôi lại cái cây anh em, cho nó mạnh là mới được em ơi, chứ để này trái này mà nó chín luôn thì cây nó bị suy ha. Hồi nãy mình lặt hết mớ đây nè, lặt hết mớ trái bự rồi mới nhớ chực lại mới quay cho anh em xem tham khảo nè. Bây giờ mình lặt mình bỏ trái hết anh em, trái bự cho nhỏ gì là bỏ hết đi cho nó đâm lại chồi mới á. Là cái đợt lá này nè là mình làm trái lại ha. Thì đây tới Tết còn khoảng 4 tháng mình nuôi cái đợt lá này, khoảng 2 tháng này mà, 2 tháng thì tiếp tục mình lặt nữa, hơn 2 tháng gì đó, khoảng 2 tháng 10 ngày sau là mình cái lá này nó già rồi đó, là mình lặt lá mình làm trái cho Tết luôn nha anh em. Thì theo chia sẻ của anh em thì cái cây này mình làm để mình thí nghiệm thử coi bao lâu nó chín đỏ vậy anh em. Thì nó khoảng chia sẻ của anh em là khoảng 45 ngày ha. Nói chung cái thời tiết của mình thì ở miền Tây nha, ở miền Tây, cái thời tiết miền Tây thì anh em chia sẻ khoảng 45 ngày nó chín, mà cái này mình thấy hơn 50 ngày anh em, khoảng 55 ngày mà nó chín vậy nè. Thì sau này mình canh mình làm trái khoảng 55 ngày nha anh em, làm 45 ngày thì nó không kịp chín ha. Thì tùy theo cái thời tiết của anh em ở đâu nữa ha, dưới cái thời tiết Tết thì nó lạnh dưới nó không lạnh nữa, nhưng mà mình chưa thí nghiệm cho nên mình chưa biết ha. Còn cái hiện tại mình đã làm rồi là nó cái này khoảng 55 ngày anh em. Thì anh em tùy theo cái thời tiết anh em canh ha, ví dụ anh em canh thời tiết Tết nó lạnh hơn thì có thể là trái nó mau chín hơn, hay là nó lâu chín hơn thì mình chưa biết nha anh em. Còn hiện tại là này, tháng này là mình làm hồi tháng 6 á, 45 ngày không chín anh em, chưa chín, khoảng 50 ngày hoặc là 55 ngày nó mới chín anh em. Có thể là sau này mình làm là mình canh 55 ngày, 45 ngày này trái nó còn xanh, nó chưa bự nữa. Thì bữa nay 50 ngày trái nó bự, năm mấy ngày trái nó bự, vậy nó mới chắc lựa anh em ơi. Nếu như mà mình chơi mình trưng đó Tết thì trái nó phải chín vậy nè anh em, nó mới đẹp, chứ nó còn xanh quá nó không đẹp anh em ơi. Cái này mình thấy chút kinh nghiệm mình đã làm qua cái cây này anh em, thí nghiệm thử cây này thì mình chia sẻ lại với anh em vậy ha. Cho anh em làm 45 ngày coi chừng bị trễ nha anh em, Tết mà nó không chín ha. Chứ Tết mà nó cỡ 27-28 mà chín cỡ này mình đem đi bán cũng được anh em. Ví dụ mình làm bán 28-29 mà nó chín cỡ này thì cỡ 30 là con số trái nó chín đen luôn anh em, thì lúc đó thì chất lượng ha. Còn giờ thì nó hơi bị, nếu mà làm 45 ngày thì nó hơi bị trễ nha anh em, quá trời trái luôn. Giờ phải lặt bỏ này mà để nuôi lại cây nè. Hôm nay là khoảng mấy tháng 8 không biết, mùng 2 hôm nay khoảng hình như là mùng 5 mùng 6 gì đó, mình không nhớ rõ, mà khoảng mùng 5 mùng 6 tháng 8 âm lịch mình á. Thì mình làm khoảng đầu tháng 10, qua đầu tháng 10 có 5 ngày là mình lặt trái nha anh em, lặt lá làm trái ha. Cái này anh em chỉ lặt lá thôi là nó ra trái nha anh em, quá thì trái luôn ha, trái tùm lum trái luôn nè. Sau này mình làm vậy, cái này cái đế của nó hơi trồng hơi cao anh em, thứ nhất là nó hơi nặng với cái cây dâu á, nó chịu nước, thì mình trồng cao vậy nó không có tứ, nó không có giữ nước được á, nó hơi bị thiếu nước cái cây này anh em ơi.
rồi này mình moi cái rễ nó sâu xuống chút cho mình tưới nó giữ nước được ha. Tại vì cây này mình sang chậu nay mấy tháng rồi, sang chậu mấy tháng rồi thì nó cũng mạnh rồi nè, mà nó mạnh rồi thì để mình không có sợ mất sức cây nữa, với lại mình lặt lá chuỗi này nè, lặt trái hết trơn rồi, nó không có còn nuôi trái nữa nhiều, cho nên nó cũng không có ảnh hưởng tới cái cây nhiều ha. Đồng thời mình moi ra đến phe bộ đế luôn nè, mà cây này bộ đế ngặt lắm nè, đẹp cực kỳ luôn, cây đế bự ha, rồi sạp trái luôn, tuốt đại nè, mà mình không có xài mình tuốt đại nữa. Đó. Còn số trái nhỏ nè, nó đâm chồi ra lại có trái nữa nè, mà thì khi nào nó đâm chồi ra đó có trái nữa mình lặt tiếp nè, mà chứ giờ trái nhỏ nhỏ này cũng hơi cực, lặt nó hơi cực ha, trái quá trời nhỏ 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 luôn, lặt hơi cực nè, mà rồi xong một cây chuỗi trái. Cái trái này nè, nếu như mà mình ăn kiểu như là mình lắc muối ớt đồ đó, chắc mình nghĩ chắc cũng ngon á nè, đáng hồi mình lấy thử mới gì mình lắc muối ớt thử coi cho nó ra làm sao ha. Đó. Trái nãy quên quên lụm này, mà hồng lụm thử nhúm vậy nè, vì mình lắc muối ớt mình ăn thử rồi nó ra làm sao. Thấy mấy anh em lắc lắc cóc lắc đồ thì trái này nó cũng chua chua nè, mình lắc thử rồi. Hoặc là trộn gỏi cũng được anh em, mình nghĩ trộn gỏi cũng được, thay vì không có cái gì chua mình lấy cái này nè, có thể là mình lấy cái dao cái gì đó, chè tiêu gì đó, mình đập nó cái ha, cho nó dẹp dẹp ra trộn cho nó thấm ha, cái mình trộn gỏi, mà trộn gỏi dưới cái gì á, rồi mình tạo lấy cái trái này để tạo cái độ chua anh em. Nếu mà không có cái gì chua thì mình có thể mình lấy cái trái dâu này mình tạo cái độ chua chắc cũng được anh em, mà mình chưa làm, mình nói vậy thôi chứ chưa làm anh em, tại vì trái còn sống nó có cái vị chua chua mà nó chua cũng dễ chịu anh em, chứ không chua lắm. Rồi cái clip mình chia sẻ với anh em đến đây là kết thúc nha anh em. Cảm ơn anh em đã xem ủng hộ clip ha, cũng như ủng hộ kênh, giúp cái kênh mình phát triển nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip kế tiếp nha anh em. Xin chào anh em.